Đời sống của người Tày ở Bắc Hà có nhiều nét văn hóa truyền thống độc đáo. Một trong số đó phải kể đến làn điệu xòe, theo tiếng Tày nghĩa là the. Điệu xòe được người Tày Bắc Hà trân trọng, giữ gìn và phát huy, được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hiện nay, điệu xòe cũng đã được người dân địa phương tập luyện, dàn dựng, trở thành sản phẩm du lịch phục vụ du khách khi đến cao nguyên trắng Bắc Hà. Xòe Tà Chải có từ rất lâu đời, từ khoảng thế kỷ thứ 18, được phát triển lên từ phần hội của các nghi lễ truyền thống. Nghệ thuật xòe đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa quan trọng của cộng đồng người Tày và của vùng đất Bắc Hà trong các lễ hội. Câu chuyện về điệu xòe như dòng nước ngầm chảy mãi, đời trước truyền lại đời sau, người già truyền cho người trẻ và tồn tại với thời gian. Người Bắc Hà có câu, muốn uống rượu ngon thì về bản phố, muốn ăn thắng cố ngon đi chợ Bắc Hà, muốn xem xòe đẹp thì về Tà Chải. Hội xòe Tà Chải được tổ chức đều đặn vào các lễ hội truyền thống như lễ hội Lồng Tồng, lễ cúng rừng, lễ cơ mới và nhiều hoạt động cộng đồng khác. Để cầu cho mùa màng tươi tốt, thóc gạo đầy nhà, mọi người dồi dào sức khỏe. Ban đầu, những điệu xòe ra đời gắn liền với đời sống sinh hoạt và sản xuất của đồng bào vùng cao. Những điệu xòe truyền thống như Phật khẩu, the khăn, the chụp đều là những nhịp xòe phản ánh muôn mặt cuộc sống, được phác họa, mô phỏng bằng những động tác và nhịp điệu. Do vậy, xòe Tà Chải gần gũi và bình dị, nhưng có sức sống lạ thường. Theo tài liệu nghiên cứu sưu tầm của các nghệ nhân và ngành chức năng, xòe Tà Chải có 12 điệu, gồm 6 điệu xòe có nhạc đệm trống, chiêng và 6 điệu xòe nhạc đệm kèn, trống. Các điệu xòe có đệm trống, chiêng là tổ hợp của Panyampa, tức bước dẫm bước, the hiếng hu, tức nghiêng đầu vai, tập lăng, đập lưng, Nyampa, dẫm bước, dộp bưng, dậm sàn, Phật khẩu, đập lúa. Các điệu xòe có nhạc đệm kèn trống là tổ hợp của xòe đôi, xòe bốn người, xòe mò cá, xòe khăn, xòe nón, xòe cờ. Theo thời gian, người Tày nơi đây lại tiếp tục cho ra đời những điệu xòe mới như xòe trồng đậu, xòe đan sao, xòe hái chè, xòe mời rượu. Sự ra đời của các điệu xòe mới làm cho kho tàng nghệ thuật xòe ngày càng thêm phong phú. Trong các kiểu xòe thì điệu xòe vòng là thông dụng nhất. Đội hình xòe xếp thành hình vòng tròn, một vài chục người thì một vòng xòe, hàng trăm người trở lên có thể chia ra nhiều vòng hay xếp vòng trong, vòng ngoài, tay trong tay, chân người nọ dịch bước theo chân người kia, say sưa theo nhịp trống, chiêng, lúc bồng, lúc trầm và có sức lôi cuốn mạnh mẽ. Bên cạnh các điệu xòe, nhiều sản phẩm cũng được tạo ra từ quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật xòe, như các đạo cụ xòe khăn, xòe quạt, xòe nón, xòe lá. Nhạc cụ xòe gồm trống, chiêng, chũm chọe, kèn pí lè, đàn tính tẩu, trang phục và âm nhạc xòe. Trong đó, nhạc xòe chính là linh hồn của các điệu xòe truyền thống của người Tày Tà Chải. Xòe Tà Chải là sự kế thừa và phát huy của bao thế hệ, đời ông cha đi trước truyền lại cho đời con cháu theo sau, giữ gìn hồn sắc dân tộc Tày nơi đây. Tiếng kèn, tiếng trống của cha ông như nhịp du những đứa trẻ từ vành nôi lớn lên đôi chút, đứa trẻ được ngắm nhìn điệu xòe của bà, của mẹ. Cứ như vậy, vòng xòe của người Tày càng ngày càng rộng hơn bởi thêm nhịp điệu, vòng tay của những thế hệ trẻ đang tiếp bước những điệu xòe truyền thống. Hiện nay, xã Tà Chải có 5 đội xòe ở 5 thôn Na Kim, Na Bắc Ngam, Na Lang, Na Lo, Na Hô, mỗi đội từ 10 đến 15 người. Theo các nghệ nhân, việc học xòe không khó, nhưng để học được chữ tâm còn được coi trọng hơn chữ tài rất nhiều lần. Bởi lẽ chỉ có tài không chưa đủ, phải có tình yêu, nhiệt huyết với xòe mới có thể theo đuổi dài lâu. Đây cũng chính là điều khó khăn nhất trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa xòe của người Tày Tà Chải.
Với việc được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, giá trị nghệ thuật xòe của người Tày Tà Chải được nâng lên một nấc thang mới, không chỉ dừng lại đơn thuần là món ăn tinh thần truyền thống bao đời của đồng bào nơi đây, mà còn là niềm tự hào vinh dự của một dân tộc có bề dày văn hóa, là nét đẹp gọi mời du khách gần xa đến với Tà Chải để được đắm say trong những điệu xòe.